vị thuốc tang ký sinh. Sử dụng tang ký sinh từ rất lâu, hiện tại qua nhiều lần, qua nhiều đời, bản thân tôi là một nhà thuốc, qua 4 đời làm thuốc đều từng ứng dụng vị thuốc này vào việc trị bệnh phong thấp, là ngứa, ngoài ra hiệu quả rất cao. Như năm 1988, chị Lê Thị Phê, 42 tuổi, bị thoái hóa cột sống, đau lưng, thần kinh tọa đi lại rất khó khăn. Tôi cho sử dụng vài thuốc sau: tang ký sinh 30g, đảng sâm 12g, tục tọa 16g, đương quy 12g, bạch linh 12g, đỗ trọng 16g, thục địa 20g, độc hỏa 20g, lưu thất 16g, xuyên khung 10g, tế đân 4g, tuế tâm 4g, bạch thiệt 12g, tần giao 12g, cẩm tích 20g. Mỗi thang thuốc sắc kỹ, pha nước với 0,3 bát hỏa lợn chia đều uống trong ngày, sáng trưa tối, sau ăn 90 phút. Điều kỳ lạ là sau 10 ngày bệnh nhân đã khỏi và tới nay chưa thể. Bài thuốc này có ra thêm một số vị như chân chim 30g, cốt toái bổ 12g, cũng được tôi áp dụng hiệu quả điều trị đau thần kinh tọa và thoái hóa đốt sống cổ. Một số bệnh nhân uống hết 6 thang bệnh tiến triển tốt, uống tới 30 thang có thể đi lại bình thường, tới nay không tái phát.